Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tình hình biên giới phía bắc Israel tiếp tục căng thẳng khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban ngày càng leo thang. Đặc biệt vào ngày 11 tháng 9, Hezbollah và phong trào Hamas được cho là đã phối hợp tác chiến, tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa mạnh mẽ vào lãnh thổ Israel. Theo thông báo đêm ngày 11 tháng 9 của lực lượng phòng vệ Israel IDF, trong ngày 11 tháng 9, các nhóm vũ trang đối địch tại Liban đã phóng tổng cộng hơn 100 quả tên lửa sang khu vực phía Bắc Israel. Hai đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi tối ngày 11 tháng 9 với khoảng 40 quả tên lửa, được phóng đi từ miền nam Liban, tấn công hai khu vực Arab al Ramse và Matat. Các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào do phần lớn các tên lửa rơi vào khu vực chống trải một số bị lưới phòng không Israel đánh chặn. Trước đó, trong trưa và chiều ngày 11 tháng 9, các tay súng từ Liban bắn khoảng 60 quả tên lửa trong hai đợt tập kích cách nhau vài giờ nhằm vào khu vực tây và lòng trào Galilee, trong đó cuộc tập kích bằng tên lửa chống tăng vào khu vực Kibbutz dance ở Tây Galilee khiến một binh sĩ Israel bị thương, lực lượng Hezbollah đã tuyên bố nhận trách nhiệm bao trong số cuộc tập kích, bao gồm cuộc tấn công khiến binh sĩ Israel bị thương, cuộc tấn công còn lại do lực lượng Hamas chi nhánh Liban nhận trách nhiệm tiến hành. Đáng chú ý, một nguồn tin Ả Rập khẳng định có sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa Hezbollah và Hamas trong các cuộc tập kích tên lửa vào Israel ngày 11 tháng 9. Quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tấn công từ Liban bằng nhiều cuộc không kích vào hàng chục mục tiêu phía nam quốc gia láng giềng, theo đó máy bay chiến đấu Israel bắn phá các trận địa của Hezbollah ở khu vực Kraybe, bệ phóng tên lửa ở khu vực Aita Asaf, một số tòa nhà ở các khu vực Haula, Aita Asaf và Mawahin. Trước đó, trong sáng 11 tháng 9, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Israel cũng đánh phá một loạt mục tiêu Hezbollah ở các khu vực Mey Anjaba, Marimin, Rasaya Anfuka, Jebian, Nakura, Diasiran và Zipkin. Trong đó, cuộc không kích vào Mey Anjaba đã khiến hai thành viên Hezbollah thiệt mạng. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, tần suất và mức độ ác liệt trong các cuộc giao tranh qua biên giới Israel, Liban đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện được đánh giá ở mức cao và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thưa quý vị, mới đây đã có ít nhất 40 người, bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc khủng kích của Israel vào một khu vực nhân đạo dành cho người Palestine di tản ở phía nam Gaza. Các cuộc khủng kích chúng trại lều ở khu vực Al-Mawasi, một cộng đồng ven biển ngay phía tây Khan Yunis vào sáng sớm mùng 10 tháng 9 khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Quân đội Israel mô tả các cuộc không kích là nhằm vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas và cho rằng lực lượng của họ đã sử dụng đạn dược chính xác, giám sát trên không và các phương tiện khác để tránh thương vong cho dân thường. Hamas phủ nhận cáo buộc của Israel rằng có những tay súng trong khu vực mục tiêu và bác bỏ cáo buộc rằng họ khai thác các khu vực dân sự cho mục đích quân sự. Các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hố sâu tại địa điểm xảy ra vụ tấn công, những đống đổ nát xung quanh phủ đầy, những chiếc lều bị xé nát, một chiếc xe đạp và các mảnh vỡ khác. Các nhân viên cứu hộ vẫn ở hiện trường, sử dụng sẻng và tay không, đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thi thể. Hôm 29 tháng 8, Israel và lực lượng Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh lần lượt tại các khu vực ở giải Gaza để tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho khoảng 650.000 trẻ em. Trước đó, tổ chức Y tế Thế giới về WHO xác nhận ít nhất một em bé đã bị liệt do virus bại liệt loại 2 hôm ngày 23 tháng 8. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Gaza trong 25 năm qua. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ sớm tổ chức họp về tình hình nhân đạo ở Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo này không phải là lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, mà các nhà trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar đang tìm kiếm trong các cuộc đàm phán. Xung đột ở Gaza nổ ra sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát vào năm ngoái, khiến 1.198 người thiệt mạng và 250 người bị bắt cóc. Theo Hamas, chiến dịch quân sự trả đũa của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 40.000 người, phần lớn là dân thường, xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza. Thưa quý vị, mới đây ai cập vừa cho biết, Mỹ sắp đưa ra một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin cho Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Theo một số quan chức Mỹ, đề xuất mới nhằm giải quyết hai vướng mắc chính giữa các bên hiện nay, đó là yêu cầu của Israel về việc duy trì lực lượng ở hành lang Villa Phi vùng đệm ở phía nam Gaza, giáp biên giới với Ai Cập và những cá nhân cụ thể sẽ được đưa vào cuộc trao đổi con tin, bị Hamas bắt giữ và tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel, đề xuất có thể sẽ được đưa ra vào tuần tới hoặc sớm hơn, các nguồn tin Ai Cập cho biết, Mỹ đang chuyển từ cách tiếp cận mang tính tham vấn hơn sang cố gắng áp đặt kế hoạch ngừng bắn cho các bên. Phản hồi về nguồn tin có đề xuất ngừng bắn mới, lực lượng Hamas của Palestine ngày 5 tháng 9 tuyên bố họ không cần đề xuất mới nào, tiếp tục yêu cầu các nhà hòa giải trở lại đề xuất của Mỹ mà lực lượng này đã đồng ý hôm 2 tháng 7 vừa qua. Hamas cũng cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách cản trở việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục các hành động chống lại người Palestine. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang dần mất kiên nhẫn với các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài mà không đạt được kết quả rõ ràng, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Samuel Zboga, đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Slovenia, nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, vào tháng 9 ngày 3 tháng 9 tuyên bố, Hội đồng Bảo an đang ngày càng bất an về tiến trình đàm phán. Quá trình này hoặc phải dẫn đến lệnh ngừng bắn, hoặc hội đồng buộc phải xem xét cần làm gì đó để giao tranh chấm dứt. Ông nhấn mạnh những cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas cần đạt được kết quả trong tháng 9, hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải có hành động mới. Không phải Hội đồng Bảo an muốn kịch bản can thiệp diễn ra, nhưng sự kiên nhẫn đã gần cạn, đại sứ Zboga nhấn mạnh. Hamas bất ngờ tấn công Israel vào đầu tháng 10 năm 2023 khiến hơn 1.210 thiệt mạng, trong đó có hơn 40 công dân Mỹ. Israel sau đó mở chiến dịch quân sự trả đũa ở Gaza. Giao tranh trong gần 11 tháng qua đã làm hơn 40.800 người tại đây thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 6 thông qua nghị quyết 2735 ủng hộ kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn ở Gaza do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, sau 3 tháng, đàm phán Israel-Hamad qua các bên trung gian làm Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chìm trong bế tắc. Khi được hỏi có thể hành động thế nào nếu nghị quyết 273 vẫn không được thực thi, đại sứ Zaboga nói Hội đồng Bảo an còn nhiều công cụ để phản ứng. Một trong những phương án trước mắt có thể là từ bỏ nghị quyết 273 năm vì chúng ta đã chờ thực thi nó suốt 3 tháng qua. Hội đồng Bảo an dự kiến mở phiên tranh luận vào ngày 25 tháng 9, tập trung vào ba cuộc xung đột mà tổ chức này không thể can thiệp mạnh mẽ những năm qua là giải Gaza, Ukraina và Sudan. Ông kêu gọi các thành viên đưa ra sáng kiến để Hội đồng Bảo an hành động tốt hơn, đồng thời bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu đoàn kết giữa năm ủy viên thường trực gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ đang khiến tổ chức này không thể hành động quyết liệt hơn. Slovenia chủ trương tổ chức nhiều cuộc họp ở Hội đồng Bảo an trong tháng 9 về tình hình ở giải Gaza và bờ Tây. Ông khuyến khích các thành viên đưa ra tuyên bố mang tính gợi mở về tái thiết cũng như vai trò của Liên Hợp Quốc trong tái khởi động đối thoại chính trị về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Đại sứ Zaboga nhấn mạnh các bên cần sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza để chấm dứt đau khổ với dân thường. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonia Guterres ngày 3 tháng 9 nhận định Israel và Hamas đã cho thấy hai phe có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn, điển hình là thỏa thuận ngừng giao tranh trong 3 ngày vào cuối tháng 8 để 640.000 trẻ em Palestine ở giải Gaza tiêm phòng bại liệt. Stephanie Zuzarik, người phát ngôn cho ông Guterres nhấn mạnh, nếu các bên có thể cùng hành động để bảo vệ trẻ em khỏi virus, chắc chắn họ có thể và buộc phải bảo vệ trẻ em cùng tất cả người vô tội khỏi nỗi đau chiến tranh. Ả Rập Xê Út, Qatar, Palestine và Jordan đã cáo buộc Thủ tướng Israel Netanyahu tìm cách đánh lạc hướng dư luận và cản trở những nỗ lực hòa giải chung nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza Ngày 3 tháng 9, Ả Rập Xê Út, Qatar, Palestine và Jordani đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Ai Cập và kiên quyết phản đối các tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến tình hình an ninh dọc biên giới giữa Ai Cập và Gaza. Trong các tuyên bố chính thức, bốn quốc gia Ả Rập trên đã cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tìm cách đánh lạc hướng dư luận và cản trở những nỗ lực hòa giải chung nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hôm 2 tháng 9, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Hamas có được nguồn vũ khí thông qua biên giới Ai Cập Gaza, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Nhà lãnh đạo Israel cũng lý giải về sự hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia, khi cho rằng hành lang này đóng vai trò là tuyến đường cung cấp vũ khí cho Hamas. Trong một tuyên bố, văn phòng Tổng thống Palestine nhấn mạnh biên giới Palestine-Ai Cập là biên giới có chủ quyền, đồng thời phản đối sự hiện diện của bất kỳ lực lượng Israel nào tại hành lang Philadelphia hoặc cửa khẩu biên giới Rafah phía Gaza. Palestine cũng đánh giá cao các nỗ lực chung của Ai Cập, Qatar và Jordani nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh các hành động của Israel là nhằm biện minh cho những vi phạm liên tục của nước này đối với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ mà người dân tại Gaza đang phải hứng chịu. Ả Rập Xê Út kêu gọi các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm cho phép người Palestine thành lập một nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Với Đông Jerusalem là thủ đô. Bộ Ngoại giao Qatar cùng ngày tuyên bố cách tiếp cận của Israel sẽ phá vỡ các nỗ lực hòa bình và làm gia tăng bạo lực trong khu vực. Qatar kêu gọi tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế để buộc Israel chấm dứt các hành động quân sự tại Gaza và giải quyết như giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở giải đất ven địa Trung Hải này. Bộ Ngoại giao Jordan cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với Ai Cập, đồng thời bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ của ông Netanyahu về hành lang Philadelphia. Jordani mô tả các cáo buộc do các quan chức Israel đưa ra làm leo thang thêm tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực. Trước đó cùng ngày, Ai Cập đã phản đối mạnh mẽ các tuyên bố của Thủ tướng Israel, coi đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận và cản trở các nỗ lực hòa giải đang được Ai Cập, Qatar và Mỹ thúc đẩy. Ai Cập đã nhiều lần tuyên bố nước này phản đối bất kỳ sự hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphia trên biên giới Gaza-Ai Cập và khu vực cửa khẩu Rafah phía Palestine. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cuộc xung đột đã khiến hơn 130.000 người Palestine thiệt mạng và bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, phá hủy hầu hết các cơ sở hạ tầng ở Gaza và khiến phần lớn người dân ở đây phải di rời. Ngày 3 tháng 9, chính quyền Mỹ kêu gọi các bên liên quan khẩn trương và linh hoạt để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza sau khi 6 con tin thiệt mạng gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhấn mạnh vẫn còn hàng chục con tin ở Gaza vẫn đang chờ một thỏa thuận đưa họ trở về nhà. Đã đến lúc hoàn tất thỏa thuận đó, người dân Israel không thể chờ đợi thêm nữa. Người dân Palestine, những người cũng đang phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến này, không thể chờ đợi thêm nữa. Thế giới không thể chờ đợi thêm nữa một điểm then chốt gây tranh cãi là việc thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định quân đội israel vẫn phải ở biên giới giữa gaza và ai cập ông miller cho biết trong những ngày tới mỹ sẽ làm việc với các bên trung gian là ai cập và qatar để thúc đẩy thỏa thuận cuối cùng đồng thời phản đối sự hiện diện lâu dài của lực lượng phòng vệ israel tại gaza ông nhấn mạnh việc hoàn tất thỏa thuận sẽ đòi hỏi cả hai bên phải thể hiện sự linh hoạt cả hai bên sẽ phải tìm lý do để đồng ý thay vì lý do để từ chối Áp lực đang gia tăng đối với Israel khi chính phủ Anh hôm 2 tháng 9 tuyên bố sẽ dừng một số hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel do nguy cơ rõ ràng vũ khí của Anh có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Ông Miller cho biết Anh đã thông báo cho Mỹ một đồng minh thân cận của cả hai nước trước khi đưa ra quyết định. Israel và Hamas vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và trao trả con tin bất chấp các nỗ lực hòa giải giữa các bên trung gian tổng thống mỹ joe biden được cho là đang gấp rút chuẩn bị một đề xuất ngừng bắn cuối cùng ở gaza để nhanh chóng kết thúc xung đột gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại vùng đất của palestine này Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội Israel mới đây phát hiện 6 thi thể con tin trong một đường hầm ở Gaza cuối tuần trước. Điều này được cho là sẽ tiếp tục phủ bóng đen lên tiến trình đàm phán, đồng thời gây sức ép lớn đối với chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong việc phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận giải cứu các con tin. Hiện cả Hamas và Israel đều đổ lỗi cho nhau về cái chết của 6 con tin ở Gaza. Trong thông tin được đăng tải trên mạng xã hội X, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ bàng hoàng trước vụ 6 con tin bị sát hại, đồng thời cho biết Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập, khách quan và minh bạch để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Chính quyền Algeria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình hiện nay liên quan đến các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel ở giải Gaza và bờ Tây. Algeria là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do đó nước này rất quan tâm đến tình hình ở khu vực xung đột Palestine-Israel. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại! thank <music> you